Sau đây sẽ tiếp tục chương trình bài nhạc hội đón giao thừa. Xin mời tất cả quý vị, chúng ta hãy cho một tràng pháo tay thật lớn để chào đón sự trở lại của nữ danh ca Thanh Tuyền. Đôi núi xa xa
bầu trời từ xa đông. Thương về đôi núi xa xa. Chắc có thời gian làm thêm bản nữa nha quý vị.